Xin chào đón võ sư cường quyết chúng ta. Hôm nay anh sẽ biểu cho chúng ta màn côn cuốc của chúng ta. Hôm nay có rất nhiều các fan hâm mộ của anh đến đó đến cường quyết biểu diễn. Nhiều các fan của anh. Có anh quý đáng yêu, có các bác sĩ lo và tất cả các đệ tử trẻ của anh. Anh đệ tử có từ Trung Quốc về. Anh ta là sư phụ Lý Hùng ở đầu diễn côn cuốc của chúng ta. Nói chung em biểu diễn chỉ có 102. 201. 20. Anh càng mũi nhựa càng đẹp. Quay khán giả. Anh cái nào? Võ sư cường nguyên chúng ta. Thật uống. Nổi tiếng ga lăng đa tài. Đây là dư dư chỉ một thang địt mẹ. Đây là quý đáng yêu tóc xanh tóc đỏ chúng ta. Đây là bác sĩ Lom nổi tiếng béo lợn. Đây là tàn tách của chúng ta, rất nổi tiếng với lô đề đề đóm.